Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mô hình sản xuất đậu phụ theo hướng công nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quảng Ninh, lớp học xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số. Hà Giang, huyện Hoàng Su Phì đẩy mạnh tái cơ cấu du lịch. Vĩnh Phúc hạn chế rác thải nhựa từ những sản phẩm tự hủy. Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương kiên quyết xử lý vi phạm đê điều. Thưa quý vị và các bạn, là xã đầu tiên của huyện Lương Tài và là một trong 8 xã điểm đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh cán đích nông thôn mới từ năm 2014. Trung Kinh trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới với hệ thống hạ tầng cơ sở văn hóa, các thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Không hài lòng với thành công của xã điểm nông thôn mới, Trung Kinh đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện các tiêu chí ở mức cao hơn nhằm nâng cao chất lượng xã nông thôn mới. Một trong những kết quả ý nghĩa mà nông thôn mới mang lại thời gian qua được nhân dân ghi nhận tạo sự thay đổi lớn cho bà con ở xã Trung Kinh những năm gần đây, trước tiên phải kể đến sự thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Với lợi thế giáp sông Thái Bình cùng với việc duy trì sản xuất nông nghiệp và khai thác hiệu quả hoạt động thương mại dịch vụ, kho cảng kênh vàng vài năm trở lại đây, Trung Kinh đã tận dụng mặt nước sông Thái Bình phát triển nghề nuôi cá lồng mang lại hiệu quả. Đến nay, địa phương này đã phát triển được hơn 400 lồng cá trên sông. Điển hình như gia đình ông Đỗ Văn Lên, thôn Cáp Trên, hiện nuôi gần 100 lồng cá, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Với người dân Trung Kinh, thành quả mà nông thôn mới mang lại rõ hơn cả sự chuyển biến về chất lượng giáo dục của địa phương. Với hệ thống trường lớp ở cả 3 cấp học được đầu tư khang trang, hiện đại, cùng với những giải pháp cụ thể cho giáo dục đào tạo, công tác giáo dục đạt được nhiều kết quả. Phong trào giáo dục của Trung Kinh từ chỗ chưa được khẳng định thì nay vươn lên đứng đầu trong huyện Lương Tài. Điển hình như trường trung học phổ thông Trung Kinh nhiều năm liền dẫn đầu huyện về chất lượng giáo dục. Năm học 2018-2019, nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân khối trung học cơ sở. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đã duy trì được cái tiêu chí thì nói chung là người dân là rất phấn khởi, là cái việc kết quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới đã đem lại cho cuộc sống của nhân dân là được nhân dân là nhiệt đồng tình ủng hộ, và đồng thời là cũng nhân dân cũng rất nhiệt tình ủng hộ trong các chủ trương đường lối của Đảng cũng như là của nhà nước và đặc biệt là chủ trương địa phương. Trung Kinh những ngày này đang bừng lên sức sống mới, đường làng ngõ xóm khang trang sạch sẽ, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, mở đường to hơn, thẳng hơn với sự tham gia tích cực của người dân. Bộ mặt làng quê nơi đây đã thay đổi một cách căn bản. Nhưng điều quan trọng nhất đó là sự thay đổi về tư duy, nhận thức của người dân, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong nhiều lĩnh vực đang được người dân tích cực thực hiện. Cấp ủy chính quyền và người dân đồng thuận trong chủ trương xây dựng nông thôn mới đó là không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiến tới xây dựng Trung Kinh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đạt hơn 95%. Nhà máy cấp nước Yên Mỹ cung cấp nước sạch cho người dân thị trấn Yên Mỹ từ năm 2008. Đến năm 2017, công tác lắp đặt đường ống cấp nước hoàn thành đến tất cả các hộ dân. Trong đó, đã có hơn 4.000 hộ dân lắp đặt đấu nối đồng hồ và sử dụng nước máy thường xuyên, đạt tỷ lệ 95%. Có được nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh, người dân thị trấn Yên Mỹ thay đổi thói quen sử dụng nước mưa, nước giếng khoan, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Từ đầu năm 2019 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ước đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 17% so với thống kê năm 2018. Trên địa bàn huyện Trực Ninh đã phát triển các cụm công nghiệp tập trung, Cổ Lễ, Cát Thành, Trực Hùng với tổng diện tích gần 50 ha và các làng nghề hoạt động ổn định như làng dệt, tằm tơ Dịch Diệp, xã Trực Chính, xã Phương Định, các làng nghề mộc mỹ nghệ tại thị trấn Cổ Lễ, Trung Đông. Để phát huy các lợi thế sẵn có, huyện Trực Ninh đã tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút các dự án đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng đất, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và quyết định đầu tư vào địa bàn. Huyện Trực Ninh đã huy động và tranh thủ mọi nguồn lực, giải ngân kịp thời nguồn vốn thuộc các chương trình dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn.
huyện Trực Ninh đã phát triển được khoảng gần 400 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, 9 làng nghề và ở tất cả 21 xã thị trấn trên địa bàn. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của huyện đã duy trì sản xuất ổn định và có bước phát triển, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động. Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án, nghiên cứu hoàn thiện ứng dụng dây chuyền sản xuất đậu phụ theo hướng công nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ An đóng trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên chủ trì thực hiện từ tháng 3 năm 2018. Dây chuyền sản xuất đậu phụ theo hướng công nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do được thiết kế với hệ thống motor để xay đỗ tương thay cho việc sử dụng cối đá xay truyền thống và áp dụng công nghệ gia nhiệt nhanh giúp quá trình nấu đỗ tương được nhanh hơn, đảm bảo tiệt trùng và giữ nguyên hương vị thơm ngon. Dây chuyền đã sản xuất thử 5 tấn đậu thành phẩm đều cho chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, áp dụng hiệu quả trong quy mô sản xuất hộ gia đình. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc, thời gian qua, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang đã tập trung tái cơ cấu ngành du lịch với nhiều giải pháp đồng bộ và hữu hiệu, qua đó góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện Hoàng Su Phi được đánh giá có tiềm năng lớn về du lịch, tuy nhiên lượng khách du lịch đến huyện và doanh thu từ du lịch dịch vụ còn khá khiêm tốn. Với mục tiêu đến năm 2021 đón khoảng 110.000 lượt khách, doanh thu đạt 260 tỷ đồng. Huyện đã xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành du lịch cho từng năm, từng giai đoạn cụ thể. Trong năm 2019, huyện tập trung xây dựng 8 làng văn hóa du lịch cộng đồng. Trong đó, mỗi làng cần xây dựng được các sản phẩm đặc thù, có chất lượng, mang đặc trưng văn hóa, kiến trúc của mỗi địa phương, dân tộc. Huyện vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách để mời gọi, thu hút các tổ chức cá nhân tham gia, đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ du lịch, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế. Thông qua các hoạt động văn hóa du lịch, tạo chuỗi các sự kiện và phát huy giá trị di sản danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phi, từng bước xây dựng thương hiệu, tạo đà phát triển cho du lịch trong những năm tiếp theo. Lung Lang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là xã có đông dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ cao. Đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế. Để nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, thời gian qua, công an địa phương đã có nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó đã giúp cho bà con nâng cao nhận thức, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Bản Sáy San 1 có 34 hộ với 161 nhân khẩu. Đây là bản có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm qua, nhận thức của bà con vẫn còn nhiều hạn chế, nên bản Sáy San 1 được xem là điểm nóng của địa phương. Nhiều người dân đã cả tin nghe theo lời kẻ xấu vượt biên sang Trung Quốc làm việc. Với lời mời gọi hấp dẫn, nhiều người đã rời địa phương để mong đổi đời. Việc đổi đời thì chẳng thấy đâu, nhưng những hệ lụy để lại khiến nhiều hộ gia đình sống trong cảnh khốn khó. Để góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng công an xã Nùng Nàng đã đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó ưu tiên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, như hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách pháp luật theo hướng đơn giản hóa cho đồng bào dễ tiếp thu. Các đồng chí công an chính quy lên địa phương chúng tôi thì lên tuyên truyền cho bà con chúng tôi thì chúng tôi cũng theo cái đường lối chủ trương của chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước thì từ nay bà con chúng tôi thì cũng được cái ổn định nhất. Đấy. Thì chúng tôi cũng cảm ơn cho các đồng chí. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã Nùng Nàng đã triển khai được 17 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với bà con, qua đó đã thu hút được hơn 1.000 người dân tham gia. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật mới, chú trọng đến một số nội dung của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống mua bán người, Luật phòng chống ma túy, Luật giao thông đường bộ. Với những cách làm hay và đổi mới trong công tác tuyên truyền đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của bà con nhân dân tại địa bàn, là công cụ giúp nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, thì qua cái sự tuyên truyền vận động về cái giống như âm mưu hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, thì qua đó thì bà con cũng đã
nâng cao được cái nhận thức trong và trách nhiệm trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của lực lượng công an xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường đã góp phần nâng cao dân trí pháp lý, ý thức chấp hành pháp luật, giải tỏa kịp thời những vướng mắc pháp luật, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ban ngày đi làm, tối đến thì tranh thủ đi học. Đó là câu chuyện của bà con dân tộc thiểu số huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Gần 10 năm qua, khi theo học lớp xóa mù chữ của huyện tổ chức, nhờ những lớp học này mà bà con không chỉ biết đọc, biết tiếng Việt, mà còn có thêm những kiến thức về xã hội để vận dụng vào cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Được triển khai từ tháng 12 năm 2018, lớp học xóa mù chữ tại xã Đại Dực có 18 học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, thậm chí có những mái đầu đã ngả bạc. Trước đây, họ chưa được đi học hoặc chưa hoàn thành chương trình tiểu học. Tham gia lớp học xóa mù chữ, bà con được học tập, rèn luyện kỹ năng tập đọc, viết và các phép tính phổ thông. Ngày thì làm cỏ làm nương, vất cứ cái gì cũng làm, nhưng mà tối cũng phải dành lại ăn về ăn cơm, dành lại đi học, bởi vì không biết chứ phải đi học. Dạy học sinh thì nhàn hơn gấp 10 lần. Học viên khó vì là các học viên già rồi. Qua ngày 1, ngày 2 thì từ từ cầm dạy họ, học viên cầm bút. Mà cầm bút rồi thì học viên chưa biết cách viết như nào thì nó dạy từng nét chữ cho học viên cũng dần dần. Còn học viên nào đã biết thì lại bảo học viên ấy cùng hỗ trợ để dạy những học viên mà chưa biết cầm bút, mà chưa biết viết được con chữ. Sau gần một năm theo học, dưới sự chỉ bảo tận tình của giáo viên, các học viên lớp xóa mù chữ tại xã Đại Dực đã biết đọc, biết viết và biết tính toán cơ bản. Đây là điều kiện quan trọng giúp bà con dân tộc thiểu số ở đây nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ năm 2011 đến nay, huyện Tiên Yên đã tổ chức 27 lớp xóa mù chữ với trên 500 học viên, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ người biết chữ mức độ 1, tương đương trình độ lớp 3, trong độ tuổi từ 15 đến 60 trên địa bàn huyện đạt 96,37%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Tác hại của đồ dùng bằng nhựa và túi ni lông đến với môi trường và sức khỏe con người là rất lớn. Vì vậy, cùng với việc chung tay hạn chế, tiến tới loại bỏ đồ dùng, vật dụng sinh hoạt hàng ngày bằng nhựa, hình thức tuyên truyền đã bước đầu thay đổi thói quen của người dùng để bảo vệ môi trường. Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc. Gắn liền với công việc nội trợ, chứa đựng các đồ dùng, nhu yếu phẩm, những chiếc túi ni lông đã trở thành vật dụng quen thuộc trong cuộc sống sinh hoạt của mỗi người dân. Nhằm thay đổi nhận thức cũng như hành động của người dân về hạn chế rác thải nhựa, hướng đến những sản phẩm thân thiện môi trường, mô hình gia công túi tự hủy Huy Hoàng tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô được xem là lựa chọn mới trong phát triển kinh tế gia đình. Xuất phát từ ý tưởng sản xuất các mặt hàng phục vụ đời sống của người dân nhưng đảm bảo môi trường, mô hình đã mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị, phối hợp với đơn vị cung ứng, thu mua sản phẩm, hướng dẫn công đoạn may, sản xuất những chiếc túi tự phân hủy. Những chiếc túi sẽ phân hủy hoàn toàn sau 5 năm, chủ yếu dùng cho việc mua hàng, chứa đựng đồ dùng, nhu yếu phẩm trong các siêu thị. Hiện nay, mỗi ngày xưởng sản xuất trung bình 6.000 sản phẩm. Bên cạnh đưa xuất khẩu ra nước ngoài, thì người dân địa phương cũng được tuyên truyền sử dụng với ưu điểm bảo vệ môi trường. Ưu điểm của cái túi này có nghĩa là nó rất là chắc chắn, thế nhưng mà qua một quá trình là mình không dùng nó thì mình sẽ bỏ ra, nó sẽ một thời gian khoảng nửa tháng, một tháng nó sẽ tự phân hủy ra, nó không giống cái túi ni lông mà mình đang dùng. Ống hút, thìa, cốc, hộp nhựa dùng một lần, chai nhựa vốn đã quen thuộc với các em học sinh trong mọi hoạt động vui chơi, giải trí hàng ngày với tính tiện lợi và giá thành rẻ. Tuy nhiên, đây cũng chính là những sản phẩm rất khó hoặc không thể phân hủy theo thời gian. Với mục đích chung tay hạn chế rác thải nhựa, nêu cao vai trò của thanh niên, nhiều hoạt động truyền thông, chương trình ngoại khóa, câu lạc bộ thiện nguyện xanh đã góp phần công sức bảo vệ môi trường. Từ việc vận động bạn bè, thầy cô sử dụng vật dụng thay thế đồ nhựa, tận dụng truyền thông sản phẩm, quyên góp chai nhựa, mỗi phần việc nhỏ đều nói lên trách nhiệm hạn chế rác thải nhựa trong các nhà trường. Thiện nguyện thì bọn em cũng kết hợp với việc là bảo vệ môi trường,
như kiểu là phân loại rác hay là bán chiếc bình thủy tinh thì nó cũng có rất là nhiều lợi ích, vừa đóng góp cho cộng đồng vừa bảo vệ môi trường. À, chính điều đấy đã giúp lan tỏa ý nghĩa cũng như là những cái hành động nhỏ bé nhưng mà cũng là tốt đẹp của chúng em. Bằng hành động, công việc thực tế và những sản phẩm gắn liền với cuộc sống thường ngày, mỗi cá nhân đơn vị đã và đang truyền tải đến người dân xung quanh tích cực loại bỏ rác thải nhựa, ưu tiên sử dụng những vật dụng thân thiện. Thay đổi từ nhận thức đến thói quen, mỗi việc làm nhỏ cũng sẽ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường ra cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch hơn. Thực hiện chỉ thị số 08 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa, Sở Y tế tỉnh Hà Giang đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, Sở Y tế trên địa bàn tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thói quen của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về rác thải nhựa và nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa gây ra. Xây dựng và tổ chức triển khai giảm thiểu chất thải nhựa của đơn vị. Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tiếp đón hơn 300 người bệnh đến khám, chữa bệnh. Trung bình mỗi ngày, đơn vị thải ra môi trường hàng trăm kg rác thải sinh hoạt và rác thải y tế. Trong số này có một phần rất lớn là túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy, phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người sử dụng dịch vụ y tế, từ các hoạt động chuyên môn y tế. Hưởng ứng lời kêu gọi giảm thiểu rác thải nhựa, các khoa phòng đã tích cực triển khai việc sử dụng một số vật dụng làm từ nhựa sang các vật dụng thân thiện với môi trường. Trong quá trình cấp phát thuốc cho người bệnh ngoại trú, chúng tôi triển khai là dùng túi giấy, không sử dụng túi bóng. Thế rồi trong các cái sinh hoạt, các cái kỳ cuộc họp là sử dụng chai nước, là mình không dùng chai nhựa. Toàn tỉnh hiện có 34 cơ sở y tế, mỗi ngày phát sinh hàng nghìn kg rác thải rắn nguy hại. Để kiểm soát, giảm thiểu tối đa việc sử dụng chất thải nhựa, Sở Y tế Hà Giang đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung giảm thiểu chất thải nhựa rộng rãi trong cán bộ, nhân viên ngành y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân. Mỗi cán bộ thì tới đây phải nắm rõ được những cái vấn đề tác hại, nguy cơ đó để mình thứ nhất là ý thức trong vấn đề tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn, làm sao giảm thải cái chất thải nhựa trong ngành y tế và đồng thời cũng là những cái thành viên tích cực để đi tuyên truyền vận động cho cộng đồng xung quanh mình để cùng chung tay giảm thiểu chất thải nhựa. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các vật liệu an toàn, thân thiện hơn với môi trường nếu có sự quyết tâm chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế cũng như người dân. Đảm bảo an ninh đường thủy là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên các bến thủy nội địa, nơi có đông lượng tàu và hành khách tham gia vận tải. Từ lâu, những buổi tuyên truyền về luật giao thông đường thủy nội địa như thế này luôn được các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường thủy, đường sắt, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái thực hiện tại các bến thủy nội địa trên địa bàn. Ngoài tuyên truyền cho hành khách đi tàu, đội còn tổ chức cho 100% chủ bến, người điều khiển phương tiện đường thủy ký cam kết chấp hành và hướng dẫn cho hành khách thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Yên Bái là địa phương có diện tích mặt nước lớn, thuận lợi để phát triển giao thông đường thủy, trong đó hồ Thác Bà với chiều dài trên 83 km. Sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh với chiều dài trên 115 km nên hoạt động giao thông đường thủy rất sôi động. Ngoài ra còn có 41 bến cảng, bến đỏ ngang với gần 1.000 phương tiện thủy đăng ký hoạt động. Bên cạnh đó còn có các phương tiện thô sơ như thuyền gỗ, thuyền nan phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân. Do vậy, cùng với tổng kiểm tra phương tiện thủy, các bến khách, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện không neo đậu tàu thuyền gần khu vực gầm cầu, neo đậu đúng nơi quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện khi qua lại bằng đường thủy. Vi phạm công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian gần đây gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng và bất chấp các quy định của pháp luật. Để giải quyết tình trạng này, huyện Thanh Hà đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền và đơn vị chuyên môn, nên hầu hết các vi phạm trên địa bàn đều được ngăn chặn, xử lý kịp thời và dứt điểm. Xã Tiền Tiến có gần 10 km đê tả sông Thái Bình. Không nhiều, nhưng trong 10 tháng năm 2019, qua tuần tra kiểm soát, hạt quản lý đê huyện Thanh Hà đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm công trình đê điều, chủ yếu là xây nhà kho chứa vật tư nông nghiệp, bạt mái đê làm dốc ra ngoài bãi sông. Với sự phát hiện kịp thời trong những ngày đầu thi công và lập biên bản kiến nghị chính quyền địa phương vào cuộc, nên hầu hết các vi phạm đều được xử lý dứt điểm, chủ hộ vi phạm cam kết chấp hành hoàn trả mặt bằng. Thực tế công tác quản lý đê điều ở Thanh Hà cho thấy,
vi phạm khi phát hiện, lập biên bản, kiến nghị xử lý ngay. Đồng thời, chính quyền cấp cơ sở vào cuộc tích cực, kiên quyết, có sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên môn thì vi phạm đó được xử lý triệt để. Còn khi chính quyền làm ngơ thì các vi phạm sẽ càng nghiêm trọng và phức tạp. Đi đôi với kiểm tra xử lý dứt điểm vi phạm, quản lý đê huyện Thanh Hà cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành luật đê điều, nhất là đối với các hộ sinh sống ven đê. Mặt khác, kiến nghị với các cấp tỉnh, nhà nước cần có giải pháp nâng cấp các tuyến đê, cải tạo, cứng hóa mặt đê, xây dựng đường bê tông, hành lang chân đê để tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân đi lại. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.